Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trưa của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, sáng nay 15 tháng 1 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn dự và chủ trì hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Năm 2019 đã có hơn 207.000 lượt người, hơn 7.000 lượt phương tiện được điều động tổ chức ứng phó sự cố và cứu hộ, cứu nạn với 3.505 vụ. Theo thống kê đã cứu được gần 5.200 người và 252 phương tiện. Tuy nhiên, công tác vẫn tồn tại một số hạn chế. Thiệt hại do thiên tai còn lớn, nhận thức tại một số chính quyền cơ sở và người dân chưa đầy đủ, vẫn còn biểu hiện chủ quan, đơn giản. Năm 2020, công tác ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức. Dự báo nước ta sẽ đối mặt với khoảng 5 đến 7 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền, nắng nóng cục bộ tại các tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ. Các loại hình thiên tai khác như mưa lớn bất thường, lũ quét và sạt lở đất tiếp tục có nguy cơ xảy ra. Liên quan đến phiên xét xử vụ bé trai trường Gateway tử vong, ngày 15 tháng 1, Tòa án Nhân dân quận Cầu Giấy tuyên phạt bà Nguyễn Bích Quy 24 tháng tù, tài xế Doãn Quý Phiến 15 tháng tù cùng về tội vô ý làm chết người. Nguyễn Thị Thủy, 29 tuổi, giáo viên chủ nhiệm lớp 1, bị phạt 12 tháng tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và cấm hành nghề trong một năm. Trước đó, Viện Kiểm sát đề nghị phạt bà Quy từ 20 đến 24 tháng tù, ông Phiến 15 đến 18 tháng tù, Thủy từ 12 đến 15 tháng tù. Ngoài ra, bị cáo Thủy cũng bị cấm đảm nhiệm nghề giáo viên một năm sau khi thi hành án. Cũng về hình phạt bổ sung, quá trình giải quyết vụ án, trường Gateway và bị cáo Thủy đã bồi thường cho gia đình. Đến nay, gia đình đòi các bị cáo Phiến, Quy phải bồi thường 1 tỷ đồng nhưng không có giấy tờ hóa đơn cụ thể. Hội đồng xét xử cho rằng hai bị cáo làm thuê cho công ty Ngân Hà nên doanh nghiệp này phải bồi thường 249 triệu đồng. Nhà chức trách nhận định đây là vụ án không có đồng phạm. Ba bị cáo thực hiện hành vi phạm tội độc lập khiến bé Long chết do bị bỏ quên trên xe buýt. 0 giờ sáng nay 15 tháng 1, tuyến cao tốc hiện đại Bắc Giang - Lạng Sơn đã chính thức vận hành miễn phí cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý. Đây được xem là động thái tích cực của chủ đầu tư dù còn những khó khăn vướng mắc về phương án tài chính. Đúng 0 giờ sáng nay, những chiếc xe tải nặng đầu tiên đi vào cao tốc tại trạm thu phí đầu đoạn tuyến thuộc địa bàn huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Nhiều lái xe cho rằng họ đã phải chờ hơn 30 phút để được may mắn là những chuyến xe đầu tiên khai thông tuyến cao tốc này. Tôi xin cảm ơn tất cả về bên BOT, Bộ Giao thông Vận tải tạo điều kiện cho anh em chúng tôi lái xe được đi lên Hà Nội nhanh hơn và đường thông thoáng hơn và bà con được ăn cái Tết có đi lại được thuận tiện hơn. Do đường cũ này tất nhiên là đường cao tốc với mức kinh phí nhiều gấp mấy lần thì tất nhiên là đi nó sướng hơn đấy, thích hơn. Cho nên là các lái xe là độc mong muốn là có những giây phút đầu tiên là được khai thông đường cao tốc. Theo chủ đầu tư cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, việc đưa cao tốc này vận hành miễn phí trong dịp Tết Nguyên đán sẽ ảnh hưởng đến nguồn thu ước tính khoảng 45 tỷ đồng, là nỗ lực lớn bởi dự án còn gặp khó khăn trong phương án tài chính. Tuy nhiên, vì mục tiêu giảm tai nạn giao thông, tạo thuận lợi hơn cho người dân đi lại, chủ đầu tư chủ động kiến nghị tỉnh Lạng Sơn đưa dự án vận hành miễn phí. Qua đó, chủ đầu tư sẽ đánh giá và kiểm chứng lại công tác vận hành nhằm hoàn thiện các điều kiện để khai thác lâu dài. Phương án tài chính thì hiện nay nó đã vốn là khó khăn rồi. Khi hai trạm anh bỏ đi một trạm và phương tiện thì anh giảm đi 5.000 thì nó đã khó khăn rồi. Nhưng mà muốn để giải quyết cái bài toán khó khăn này thì tốt nhất là mình phải tự sắp xếp và tự giải quyết. Tốt nhất là mình phải tạo động lực và cho người dân hiểu được cái ích lợi của nó để người dân chia sẻ và sẽ có những cái ủng hộ trong thời gian sắp tới. Khi mà chúng ta điều chỉnh phương án tài chính hoặc là chúng ta đưa ra những cái ý kiến đảm bảo cho cái việc chúng ta thu phí.
Hiện nay, tuyến cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn đã hoàn thiện được đoạn tuyến Bắc Giang-Chi Lăng có chiều dài 64 km. Phía chủ đầu tư cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn cũng đã đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn báo cáo Chính phủ các giải pháp bổ sung nguồn vốn ngân sách để hoàn thành nốt các đoạn cao tốc Chi Lăng lên cửa khẩu Hữu Nghị có chiều dài 43 km nhằm thông suốt toàn tuyến, đảm bảo vận hành ổn định lâu dài. Một thông tin rất đáng chú ý, sau hơn 2 tuần luật phòng chống tác hại của rượu bia có hiệu lực, tại các bệnh viện, số bệnh nhân cấp cứu do tai nạn giao thông có xu hướng giảm, đặc biệt là bệnh nhân nhập viện do uống rượu bia giảm mạnh. Theo Bệnh viện Việt Đức, từ ngày 1 tháng 1 đến nay, tổng số bệnh nhân tai nạn giao thông nhập viện đã giảm hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Các bác sĩ cho rằng Nghị định 100 đã có tác động tích cực trong việc giảm tai nạn giao thông do rượu bia. Khi chúng ta uống rượu bia, nó ảnh hưởng đến cái hoạt động của tiểu não, dẫn đến là sự phối hợp giữa các động tác tay, chân, mắt trong cái việc xử lý tình huống là đều bị giảm đi rất là nhiều. Và do vậy là khi chúng ta uống rượu bia mà chúng ta lại tham gia vào trong giao thông thì sẽ gây ra những cái nguy cơ có thể là gây những cái tai nạn và ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của chính bản thân của chúng ta cũng như là với những người tham gia giao thông khác. Tại khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Thanh Nhàn, gần một tuần nay không có bất cứ bệnh nhân nào nhập viện vì tai nạn giao thông, đặc biệt do rượu bia và điều trị. Thậm chí khoa phòng cũng thông thoáng hơn thay vì tình trạng nằm ghép như mọi khi. Số ca cấp cứu mỗi ngày cũng có xu hướng giảm. Bây giờ tai nạn giao thông thì nó giảm đi. Trước đây thì phải đến 30% tai nạn giao thông. Thế nhưng bây giờ thì nói chung là vắng đến một nửa rồi. Tức là giảm đi số lượng cấp cứu phải đến 50%. Trước đây bệnh nhân vào đa chấn thương rất nặng do uống rượu, đặc biệt là các đối tượng là thanh niên người và đi uống rượu, đặc biệt là những đêm hôm về thì là gây rất nhiều tai nạn. Và hiện tại thì ở khoa thì không có hiện tượng làm ghép nữa. Trước đây là có làm ghép do những tai nạn thường xuyên xảy ra. Trong khi đó, khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Thanh Nhàn từ Tết Dương lịch đến nay cũng không ghi nhận bất cứ trường hợp nào bị ngộ độc rượu như những năm trước. Bệnh nhân nhập viện vắng hơn, giúp giảm áp lực cho bác sĩ trong các tua trực. Khi mà được Nghị định 100 đã được áp dụng, thì chúng tôi cũng các tua trực của chúng tôi cũng thấy rằng là cái lượng bệnh nhân mà vào trong tình trạng ngộ độc rượu, đặc biệt là sử dụng rượu bia thì có giảm đáng kể. Và đây cũng là một cái rất ý nghĩa cho cộng đồng. Đưa ra điều luật cấm nhằm điều chỉnh một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức của nhiều người, cần có thời gian. Tuy nhiên, bên cạnh sự ra quân quyết liệt của ngành chức năng, điều quan trọng nhất là mỗi người dân cần thay đổi suy nghĩ, bởi không uống rượu bia chính là bảo vệ sức khỏe, tính mạng của bản thân và toàn xã hội. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân TP HCM khóa 9 đã tổ chức họp bất thường để thông qua tờ trình về hệ số điều chỉnh giá đất và quy định bảng giá đất mới cho chu kỳ 5 năm 2020-2024. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân đã thông qua hai tờ trình trên của Ủy ban Nhân dân TP HCM, khung giá đất tại địa bàn được đề xuất giữ nguyên khung giá hiện hành. Theo bảng giá đề xuất, khu vực có giá đất cao nhất thành phố Hồ Chí Minh thuộc tuyến đường Nguyễn Huệ và Lê Lợi, quận 1 với 162 triệu đồng một mét vuông. Tuy nhiên, trên thực tế, giá đất tại các khu vực này lên tới 800 triệu đồng một mét vuông. Bảng giá đề xuất bổ sung 4 loại đất chưa được quy định trong bảng giá đất giai đoạn 2015-2019, gồm đất khu chế xuất, khu công nghiệp và đất trong khu công nghệ cao, đất nghĩa trang, nghĩa địa, đất giáo dục, y tế, đất tôn giáo nhằm khắc phục những hạn chế của bảng giá đất giai đoạn này. Sau khi nghị quyết ban hành bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua, đây sẽ là cơ sở để áp dụng trong giai đoạn 2020-2024, dùng để tính tiền sử dụng đất khi nhà nước công nhận đất ở, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân trong hạn mức, tính thuế sử dụng đất, tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai, tính tiền xử phạt, tính tiền bồi thường cho nhà nước khi gây thiệt hại. Trong năm 2019, mặc dù nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, nhưng Tập đoàn Dầu khí Quốc gia PVN vẫn có được sự phát triển ổn định, đóng góp lớn cho sự phát triển của kinh tế đất nước. Tổng doanh thu toàn tập đoàn đạt 736,2 nghìn tỷ đồng, vượt 20% kế hoạch năm và tăng 17% so với năm 2018. Nộp ngân sách nhà nước đạt 108.000 tỷ đồng, vượt 23,5% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 43,8 nghìn tỷ đồng, vượt 40% kế hoạch.
Bước sang năm 2020, Tập đoàn Dầu khí PVN cũng đặt quyết tâm phát triển bền vững, góp phần quan trọng đảm bảo đủ năng lượng cho nền kinh tế phát triển. Theo lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí PVN, trong năm 2020, Tập đoàn sẽ tiếp tục tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. PVN cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện và đưa vào hoạt động các dự án trọng điểm, bảo đảm đủ nguồn cung xăng dầu, khí đốt và cùng với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đảm bảo cung ứng điện cho đất nước. Theo dự kiến, tổng doanh thu của PVN sẽ đạt 640.000 tỷ đồng trong năm 2020. Về gia tăng trữ lượng năm 2020, 10 đến 15 triệu tấn quy dầu. Về khai thác dầu khí, khai thác dầu năm 2020 10,62 triệu tấn. Khai thác khí đạt 9,74 triệu tỷ mét khối, sản xuất đạm 1,56 triệu tấn, sản xuất điện 21,6 tỷ kWh, sản xuất xăng dầu 11,82 triệu tấn. Đồng tình với định hướng phát triển của Tập đoàn Dầu khí PVN trong năm 2020, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu PVN cần tiếp tục tập trung đổi mới, nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp, chú trọng tối ưu hóa sản xuất kinh doanh, tuyệt đối không để các doanh nghiệp đang vận hành tốt trở thành doanh nghiệp khó khăn, thua lỗ. Xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng, tinh gọn, phát huy tinh thần đoàn kết nhất trí, dám nghĩ, dám làm, thiết lập và thực hiện hệ thống quản lý, quản trị doanh nghiệp hiện đại, ra soát cơ cấu lại các nguồn lực. Cùng với đó, công tác tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí cần tiếp tục được đẩy mạnh. Tăng cường công tác tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí để duy trì sản lượng và tăng cái trữ lượng dầu khí, để tăng trữ lượng dầu khí, cái này là rất quan trọng. Đây là cái khó, đúng không? Vô cùng khó. Yêu cầu như vậy, phát triển mạnh cái ngành công nghiệp khí, công nghiệp khí. Công nghiệp khí thì bao gồm cả từ một chuỗi khí, từ khai thác, rồi chế biến, rồi tiêu dùng vào các hộ tiêu thụ khí. Cũng như là những ngành khí hóa lỏng mà chúng ta kho cảng khí vân vân vận chuyển vân vân để tiêu dùng cho các ngành công nghiệp. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng yêu cầu PVN cần ưu tiên nguồn lực thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia về dầu khí, bảo đảm về tiến độ, hiệu quả và nhất là phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, bảo đảm hiệu quả vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp, tích cực triển khai đầu tư các dự án trọng điểm ngành dầu khí, có giải pháp triệt để và thực hiện xử lý dứt điểm các tồn tại của các dự án chậm tiến độ. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, PVN cần thường xuyên rà soát, cập nhật tình hình thực tế, tiến độ giải ngân các dự án, nguồn bổ sung vốn chủ sở hữu trong từng thời điểm để đáp ứng nhu cầu đầu tư theo kế hoạch. Xây dựng, củng cố và mở rộng mối quan hệ với các ngân hàng thương mại có uy tín trong nước, khu vực và trên thế giới để tạo thuận lợi trong thu xếp và giải ngân vốn đầu tư. Những ngày cận Tết Nguyên đán Canh Tí 2020, nhiều trường học trên cả nước đã tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết đầy ý nghĩa cho học sinh. Đây không chỉ là hoạt động ngoại khóa thường niên, mà còn góp phần hướng các em về nguồn cội dân tộc, giáo dục ý thức gìn giữ văn hóa truyền thống của ông cha. Cho một bát con gạo vào giữa phần lá mới xếp, thêm đỗ xanh, thêm thịt được tẩm ướt lên. Những em học sinh lớp 6 lần đầu gói bánh chưng đã thật sự hào hứng khi được chính cha mẹ, thầy cô giáo của mình hướng dẫn. Hôm nay thì con thích nhất hoạt động gói bánh chưng là tại vì con có thể trải nghiệm một cái điều mới mẻ và con có thể học được cách gói bánh chưng. Có một thầy sẽ đến và dạy cho chúng con. Con thấy phần khó nhất là khi gập bánh vào và buộc. Qua hoạt động này, bọn con có thể biết cách gói bánh chưng và nhận ra rằng là hoạt động này phải rất kỳ công. Ông cha ta đã nghĩ ra được cách làm bánh chưng. Chúng con có thể hoạt động đoàn kết với nhau hơn. Tết sẻ chia là hoạt động thường niên của ngôi trường này với mục đích gắn kết học sinh, các bậc cha mẹ và các thầy cô. Các bậc cha mẹ sẽ cùng giúp các con em mình làm nên những chiếc bánh truyền thống, cùng tham gia hoạt động hội chợ, cùng các con trình diễn những màn trình diễn áo dài. Tổ chức cái Tết sẻ chia, cái mục đích là để cho các cháu học sinh ở trong trường nó có một cái hoạt động tập thể gắn kết với nhau. Các con phải biết là gắn kết, đoàn kết với nhau và phải biết sẻ chia với những cái hoàn cảnh khó khăn. Thì nhà trường nghĩ rằng cái hoạt động này nó rất là bổ ích. Vì sống trong một xã hội thì các con phải biết là thông cảm với những hoàn cảnh của các bạn kém hơn mình.
Hàng trăm chiếc bánh chưng do chính các em học sinh gói sẽ được nhà trường chuyển tới những hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tí này. Một phần số tiền thu được từ những gian hàng tại hội chợ Tết cũng được chuyển tới giúp đỡ những gia đình, cá nhân có hoàn cảnh khó khăn để tất cả mọi người đều có cái Tết ấm áp. Cá kho Nhân Hậu, xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam từ lâu đã nổi tiếng bởi hương vị thơm ngon. Những ngày giáp Tết Nguyên đán Canh Tí này, người dân làng Nhân Hậu lại tất bật kho cá để kịp xuất bán đi khắp các tỉnh thành trên cả nước. Cơ sở kho cá của anh Trần Hữu Hoàn bắt đầu nổi lửa kho cá phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tí từ ngày 10 tháng Chạp. Với hơn 3.000 niêu cá đã được đặt trong dịp Tết năm nay, cơ sở phải huy động 20 lao động kho cá suốt ngày đêm. Nhờ bí quyết gia truyền cùng sự cầu kỳ từ lúc lựa chọn nguyên liệu, làm cá tẩm ướp gia vị cho đến quá trình kho cá công phu, nên sản phẩm cá kho của gia đình anh vào dịp Tết Nguyên đán những năm gần đây thường cung không đủ cầu. Thì đã phải từ khoảng tháng 5 tháng 6 là tôi đã phải chuẩn bị là từ củi này, nồi này và gia vị là đã phải chuẩn bị từ đầu năm đến giờ để phục vụ cái vụ Tết chính này. Xã Hòa Hậu hiện có gần 200 hộ làm nghề kho cá. Số lượng xuất bán dịp Tết Nguyên đán Canh Tí khoảng 30.000 niêu với các loại giá từ 500.000 đồng đến 1 triệu 500.000 đồng một niêu. Những năm gần đây, khách hàng đã quen với sản phẩm cá kho truyền thống Nhân Hậu nên đơn đặt hàng ngày càng nhiều. Đặc biệt, sản phẩm cá kho tại các cơ sở thuộc Hiệp hội Sản xuất Chế biến Cá kho Nhân Hậu đã được dán tem truy xuất nguồn gốc nên công việc sản xuất kinh doanh cũng thuận lợi hơn. Để mà làm tốt được trong những cái năm tiếp theo thì Hiệp hội bây giờ đang còn khó nhất là cái thời gian bảo quản các cái ban ngành chức năng, đặc biệt là đối với Sở Khoa học Công nghệ nghiên cứu để mà tạo điều kiện cho bà con kéo dài được cái thời gian bảo quản của sản phẩm. Hương vị thấm đượm hồn quê đã giúp cá kho Nhân Hậu ngày càng được khách hàng trong và ngoài tỉnh ưa chuộng, làm quà biếu mỗi dịp Tết đến xuân về. Nghề kho cá cũng đã giúp cuộc sống của người dân nơi đây ngày càng khấm khá hơn. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin trưa ngày 15 tháng 1 của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.